20 ấy. Nhưng mà 2 một thôi. 2 3. Chào. Hôm qua mình đi ra một chỗ quán chè. Chè á? Ở chỗ nào? Ở chỗ là gần quán bánh mì bên này. Hôm nay của em là 20. Gần quán cơm ra. Nhiều lắm. Ở bên ngoài sẽ. Kiếm em đã rồi.